điều gì đã chết, nay đã sống lại. Sống lại vinh hiển và sống lại trong chính mỗi chúng ta. Chính tội lỗi chúng ta đã đẩy Ngài vào sự chết. Nhưng Ngài đã tẩy sạch chúng ta bằng chính huyết hy sinh của Ngài. Và Ngài đã sống lại, chiến thắng sự chết chóc, mang cho chúng ta hy vọng được sống đời đời với Ngài. Hallelujah! Hallelujah! Chúa Giêsu đang sống trong mỗi tâm lòng của con cái Ngài. Đức Chúa Trời là đấng đáng được ngợi khen đời đời, danh của Chúa vinh hiển muôn đời.